hòa chung không khí với báo chí cả nước kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020. Ngày 19 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, báo điện tử Tầm nhìn của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam long trọng kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, tổ chức kỷ niệm 10 năm báo điện tử Tầm nhìn và lễ ra mắt văn phòng đại diện phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Đào Văn Lừng, nguyên trưởng cơ quan thường trực Ban tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam, ông Lê Tự Phương Quang, trưởng đại diện phòng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam, ông Nguyễn Văn Thành, phó giám đốc Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Lê Vân, phó phòng báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Vũ Cảnh Linh, trưởng ban thông tin và phổ biến kiến thức Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, ông Trịnh Hoài Nam, thượng tá phòng chính trị Bộ Tham mưu, cùng đông đảo các khách mời đại diện các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp đến dự lễ kỷ niệm. Cái nhất ở đây là cái thế mạnh của mình là tờ báo điện tử rất là nhanh. Cái thế mạnh thứ hai nữa là gì? Là lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Tôi có cảm tưởng rằng là chúng ta hiện nay là hầu hết các tờ báo nói chung là chưa khai thác đúng cái thế mạnh của mình. Chắc chắn là Tầm nhìn chấm nét bởi cạnh tranh về mặt chính trị xã hội là chắc rất khó bằng các tờ báo lớn. Cái này chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau là như vậy. Thế nhưng mà có những lĩnh vực mà tôi nói là các tờ báo lớn không thể cạnh tranh được hay cái chỉ được. Ví dụ như tôi cho là đi vào lĩnh vực chuyên sâu của khoa học kỹ thuật. Cái này là các tờ báo lớn làm sao mà tập trung vào, làm sao có thể cạnh tranh được các chị, bởi các chị chúng ta là người trong nhà rồi. Đấy, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật hiện nay có thể nói là tập trung là những cái nơi trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước, tham mưu về tư vấn chính sách. Nhất là chúc báo thì chúng nét là sẽ tiếp tục phát huy cái thế mạnh sở trường của mình để trở thành một trong tờ báo điện tử mà doanh nghiệp, người tiêu dùng người ta tìm đến. Tầm nhìn thì tôi cũng thiết nghĩ là cái tờ báo này trong tương lai gần nó sẽ mang cái thương hiệu này tầm quốc gia là đã có. Thôi thì chúng ta cùng nhau xây dựng, phát triển mang tầm vóc quốc tế. Ngoài ra thì cái đội ngũ những người làm báo, tôi cũng mong muốn là trau dồi đạo đức những người làm báo để tiến tới mình hoàn thiện hơn về một cái tờ báo mang một cái tiếng rất lớn là Tầm nhìn, để theo đúng cái chân thiện mỹ. Và một việc nữa cũng phát triển dựa trên cơ sở đúng tôn chỉ và đúng mục đích. Và trong cái nhiệm kỳ sắp tới tôi cũng vừa thấy các đồng chí bổ sung là cần thiết báo Tầm nhìn phải tuyên truyền về đại hội đảng 13, tập trung tuyên truyền đại hội đảng 13. Ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2010. Đến nay, báo điện tử Tầm nhìn đã tròn 10 tuổi là tờ báo có tuổi đời non trẻ trong làng báo nước ta. Song Tầm nhìn.net.vn, báo điện tử của giới doanh nhân, đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín và nhận được sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bạn đọc. Trong 10 năm qua phải nói rằng là thời gian thì rất là nhanh, nhưng mà cái sự đóng góp của báo điện tử Tầm nhìn đối với cơ quan chủ quản Liên hiệp hội Việt Nam rất là lớn. Ở đây thì có thể nói rằng là như trong cái phát biểu của chị Thu hay là của anh Tông thì nói về tất cả những cái lĩnh vực mà báo Tầm nhìn hướng đến, từ vấn đề pháp luật, vấn đề kinh tế, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, khoa học công nghệ. Nhưng mà có một cái đặc biệt của cái báo điện tử Tầm nhìn mà nó không giống như bất kỳ một cái tờ báo nào, mà tôi cho rằng là ở Liên hiệp hội cũng là một cái tờ báo rất là hiếm. Đấy chính là cái tính chiến đấu. Báo điện tử Tầm nhìn có một cái tính chiến đấu nó rất là kỳ lạ. Đấy, có những cái lúc mà nó gian nan, gian khó, có nhiều lúc tưởng như là phải đóng cửa đến nơi rồi. Nhưng mà cuối cùng thì báo vẫn có thể vượt qua được. Đấy, mà cái chiến đấu này là gì? Tức là cái sự dấn thân. Mà các anh chị biết rồi, nhà báo thì không thể nào mà ngồi salon để làm báo được. Đấy, không thể ngồi trong phòng mà để viết những cái bài viết phóng sự được. Cần phải có những cái nhà báo mà
bước ra xã hội, làm những cái phóng sự, đi vào những cái chỗ tiêu cực. Và tất nhiên rằng là khi mà viết những cái bài như vậy thì nó sẽ có những cái dư luận rất là khác nhau. Đấy, có những cái khen, có những cái chê, có những cái được và có những cái cũng còn khiếm khuyết. Nhưng mà phải nói rằng cái tính chiến đấu của báo điện tử Tầm Nhìn và cái sự dũng cảm của các nhà báo thì chúng tôi ghi nhận đây là một trong những cái điểm mà rất mạnh của báo điện tử Tầm Nhìn trong cái hệ thống của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Thứ nhất, tại sao tôi có mặt ở đây, tôi thấy là tờ báo Tầm Nhìn của các anh đã đặt đúng vị trí đó ở tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thích dùng cái từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là nó có trước có sau, đúng không? Đặt ở tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, đây là cái trung tâm của Đông Nam Á chứ không phải trung tâm cả nước. Mình cứ đặt trong cái thời đại này nó như vậy, đó là cái tôi xin chúc mừng. Và cái lời đầu tiên tôi xin chúc mừng tờ báo Tầm Nhìn, chúc cái buổi lễ chúng ta là thành công tốt đẹp, chúc các nhà báo sẽ có nhiều sức khỏe và nhiều dũng khí để xây dựng niềm tin cho cộng đồng. Tầm Nhìn với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin tới các doanh nghiệp, thúc đẩy các giải pháp về an sinh xã hội, làm nhịp cầu nối tới các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng quản trị, điều hành các cơ quan doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin, sứ mệnh của báo điện tử Tầm Nhìn là cung cấp thông tin chính xác, nhanh nhạy, thiết thực và hiệu quả giúp cho bạn đọc, nhất là giới doanh nhân, tiếp cận và chiếm lĩnh một cách nhanh nhất những đỉnh cao về tri thức và công nghệ, đồng thời phát huy tốt nhất những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của nhân loại để làm giàu chân chính, phát triển kinh tế cho doanh nghiệp và cho đất nước. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập báo Tầm Nhìn và ra mắt văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là không khí trong mới không khí rất là vui tươi. Ở đây có rất nhiều bạn đồng nghiệp, có rất nhiều doanh nghiệp, có rất nhiều bạn bè đến chia sẻ với chúng tôi. Điều ấy động viên chúng tôi trong hoạt động báo chí rất nhiều. Tờ báo có tuổi đời rất là non trẻ so với lại tất cả các tờ báo của đất nước Việt Nam. Nhưng có thể nói là báo điện tử Tầm Nhìn đã thực sự là tiếng nói của giới doanh nhân và của cộng đồng xã hội, và nhanh chóng tạo dựng được một uy tín và có sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của đồng bào phản động. 10 năm qua là 10 năm đầy sóng gió của báo Tầm Nhìn, nhưng mà kể cả những người là trực tiếp lãnh đạo như chúng tôi, nhưng mà linh hồn của tờ báo, của tờ Tầm Nhìn chính là tầm nhìn của một người, một tiến sĩ đã từng vào du học ở Úc, có bằng tiến sĩ, và phải nói là một người rất chịu học, rất chịu khó đọc, rất chịu khó nghiên cứu, và có thể nói là đồng hành cùng với tờ báo 10 năm qua, thì tôi thấy là có lẽ là đến là cùng nào của chị Mai Thu. Tại buổi lễ này, ông Nguyễn Văn Tông, tổng biên tập báo điện tử Tầm Nhìn, đã trao quyết định bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện báo Tầm Nhìn khu vực phía Nam. Hôm nay báo điện tử Tầm Nhìn được đăng quang trên khán đài này, đó cũng là một dấu ấn của lịch sử, đó cũng là một bước đi đột phá mới của báo điện tử Tầm Nhìn tại phía Nam Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn rằng Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Viện Quản trị Doanh nghiệp, Ban biên tập, tổng biên tập là những cây cao bóng cả, là điểm tựa, là vết son cho tất cả các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của báo điện tử Tầm Nhìn phát triển ngày một rạng rỡ hơn, và đặc biệt trong phía Nam của Việt Nam. Hôm nay chúng tôi cũng xin tri ân cảm ơn tất cả các quý vị về đây chúc mừng cho báo điện tử Tầm Nhìn. Chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào hạnh phúc. Khi mà khai trương báo điện tử Tầm Nhìn thì chúng tôi là ở Hà Nội, và dấu son hôm nay là 15, thì như anh MC đã nói đấy, là bước khởi 10 năm
chúng tôi mới bước chân đến đất là thành phố Hồ Chí Minh, đúng là nơi trung tâm báo chí lớn nhất của toàn quốc. Và hôm nay, nhân cái dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập báo chí và 10 năm ngày kỷ niệm thành lập báo điện tử Tầm Nhìn và ra mắt văn phòng đại diện phía Nam, tôi có trân trọng cảm ơn toàn bộ các quý vị đại biểu và được sự quan tâm của Bộ Thông tin Truyền thông, của các sở ban ngành thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là của cơ quan chủ quản báo điện tử Tầm Nhìn, đó là Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam cho phép chúng tôi tổ chức buổi lễ hôm nay. Báo điện tử Tầm Nhìn luôn chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, điều lệ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động có hiệu quả, góp phần đắc lực vào việc phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, cùng tham gia thực hiện chức năng tư vấn phản biện của Liên Hiệp hội Việt Nam.